Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải. Buổi sáng nay thì vợ chồng Đồng Hải lên nhà chi cục thi hành án của huyện Thường Xuân sớm theo lịch đã hẹn. Hiện giờ thì Ngọc Thủy đang đi vào trong cơ quan thi hành án để đợi làm việc. Rất mong là công việc hôm nay nó thật suôn sẻ, xong sớm để vợ chồng Đồng Hải còn đi ra ngoài đường mòn thì đón xe quay trở về Lâm Đồng, bởi vì ở trong nhà vợ chồng mình còn rất là nhiều việc ở trong đó. Các bạn ạ, buổi sáng nay thì hai vợ chồng mình đã làm xong việc ở trên chỗ chi cục thi hành án. Nói chung là công việc cũng tạm ổn, nên vợ chồng mình lại quay ra ngoài đường mòn để đón xe đi về. Nhưng mà buổi chiều thì không có xe về Lâm Đồng, nên là vợ chồng mình phải ở lại và quyết định chạy ra khu di tích lịch sử Lam Kinh để đi ra đây chơi và quay một số cái hình ảnh ở đây. Các bạn ạ, tối hôm qua thì vợ chồng Đồng Hải cũng rất là vui vì đã nhận được 1 triệu đồng của bác Nguyễn Thị Ngọc Hai, bác gửi vào trong kênh để giúp đỡ cho gia đình của cái cô Câm và bị liệt ở dưới Ninh Thuận để mua thức ăn và mọi thứ cần thiết. Cả nhà ơi, mình thực ra sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa nhưng mà mình chưa xuống đây bao giờ hết. Nên là đợt này đang có một chút thời gian thì hai vợ chồng quyết định xuống đây đi thăm khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của Lam Kinh. Mời cả nhà cùng đi nhé. Đấy, bà xa mình ở đây nhưng mà bà ấy công nhận chịu khó đi chơi lắm. Khu vực này phải nói là rất là đẹp người ạ. Thật sự là mình cũng chưa Em đến ơi, đây bao giờ. Mình rất chị thích mua hai vé vào tham quan những cái bao nhiêu tiền khu em? du lịch này. Hai người. Ừ, đâu ông này qua 60 tuổi rồi, đúng Mọi người ạ, Đồng Hải lại tiếp tục được giảm giá vé nhé, coi như là vì là người già. không Bây thôi đi bộ. giờ thì vợ chồng về nhà ra mua vé xong rồi, bây giờ bắt đầu đi vào cổng nơi soát vé. Các bạn ạ, vừa xong thì vợ chồng Đồng Hải đã mua vé kia cái khu vực cổng vé đấy. Đây là một con đường làm bằng đá xanh rất là đẹp, mọi người nhìn thấy không, chảy dài ra chung quanh để dọc theo bờ dòng sông sông Ngọc. Là sông Ngọc hả? Còn cầu kia là cầu Bạch. Còn đây là trước mặt mình, đây chính là cây cầu Bạch mà con đường thì dẫn vào trong khu vực chính của Lam Kinh. Đấy, bây giờ thì vợ chồng mình sẽ bắt đầu đi vào trong khu vực Lam Kinh này để tham quan, khám phá và tìm hiểu và quay lại những cái thước phim để gửi tới cả quý khán giả. Mời mọi người cùng đi theo Ngọc Thủy và Đồng Hải nhé. Các bạn ạ, bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải bắt đầu đi vào tham quan cái khu vực của Lam Kinh Thành. Đấy, trước mặt mình đây chính là cây cầu Bạch, một cây cầu uốn lượn qua dòng sông Ngọc. Ở hai bên bờ sông là những rặng cây cổ thụ. Cây cầu này được xây dựng bằng đá, đá xanh nha mọi người ạ. Thế bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải đi qua khỏi cái cầu và dòng sông Ngọc rồi. Một ở phía bên tay trái của Đồng Hải đấy là bia Vĩnh Lăng, còn phía bên tay phải của mình thì là giếng cổ. Bây giờ thì Đồng Hải sẽ vào khu vực giếng cổ trước đã. Còn trước mặt mình kia nữa chính là cổng Ngọ Môn, và phía sau Ngọ Môn thì chắc là sẽ là tòa chính điện. Thì vợ chồng mình sẽ lần lượt tham quan hết tất cả cái khu vực này. Giếng cổ Lam Sơn để dọc bên bờ sông Ngọc này thì rất nhiều những cây đại cổ thụ rất nhiều năm tuổi, dòng sông uốn lượn rất là đẹp ở bao vây chung quanh của cái khu kinh thành.
Hôm nay vợ chồng mình sẽ đi thăm Vãn, cái khu vực Lam Kinh. Hôm nay cũng không chuẩn bị một cái gì, chỉ đi đem một chút hương để vào tháp thôi. Đây mọi người ạ, đây chính là khu vực giếng cổ. Đây là cây bưởi xum xuê, xung quanh là những cái răng rưới để cắt tỉa rất là gọn gàng. Ở đây gần khu vực sân bay nên là máy bay lên xuống rất nhiều. Khu vực giếng này thì không được vào phía bên trong nên Đồng Hải đứng ở phía ngoài để quay đây, cái giếng nước rất là trong. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải đã đến cái khu vực ngõ môn. Đây là có cái cổng tam quan nhưng hiện giờ thì chỉ mở ở hai bên thôi, còn ở giữa thì người ta đóng cửa. Tất cả ở đây được xây dựng bằng những chất liệu gỗ, gỗ quý đấy. Gỗ này thì bây giờ thì chắc là rất là hiếm, nhìn rất là uy nghi và cổ kính nữa. Còn phía bên tay trái của cổng ngõ môn chính là một cây đa thị cũng rất là lớn. Còn trước mặt đây thì là khu vực sân rồng của tòa chính điện. Bộ cái khu Lam Kinh này nó rộng khoảng tầm khoảng 200 hecta trong cái khu rừng cây cổ kính nha. Rộng mênh mông. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải sẽ vào đi tham quan hết từ phía cổng ngõ môn và đến cái tòa chính điện và đến các cái khu vực miếu thờ và các khu lăng tẩm. Đây chính là khu vực chánh điện. Ôi sao họ không mở cửa nhỉ? Thì là cái xe là không mở thì cũng phải đứng ở ngoài xem chứ. Ôi cái bộ cửa đẹp không? Chính điện của nghề cái gì đây? Đề nghị quý khách vào tham quan chính điện chấp hành. À chắc có giờ rồi nhỉ? Điều thế nhỉ? Mình đến giờ này lại không mở nhỉ? Không biết mấy giờ mà. À, không quay phim này, chụp ảnh trong chính điện khi chưa có ý kiến của lãnh đạo. Để mình vâng. Ồ, những trăm chỗ cầu kỳ không? Ngày xưa vua ngự ở trong này ấy, đối tham quan. Cảm ơn mọi người đã Phật. Hôm nay Đồng Hải và Ngọc Thủy đến khu di tích lịch sử Lam Kinh đi thăm viếng lăng mộ miếu, nhưng mà cái khu chánh điện này là người ta không có mở cửa nên là mình đành phải lễ ở ngoài. Thực sự đến đây trong lòng rất là thanh thản. Rồi, về khanh bình thân, chấm miễn lễ. Đây mọi người ạ, đây là khu chính điện. Nhưng mà có lẽ mình vào giờ trưa nhưng mà người ta nghỉ hay sao ấy, nên không mở cửa. Và bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đi tiếp vào cái khu vực phía đằng sau kia, thì các cái khu tòa miếu đằng sau để mình quay phim và đi lễ ở các cái khu vực đằng sau đó. Và đi thăm tất cả các khu lăng mộ. Để cho mình thắp từ đằng này về đi. Đâu, ra đây mà. Ra khai cái cờ đấy cô bảo mà. Là chính điện mà.
tòa miếu số 6, tòa miếu số 7 ấy, đây là các miếu. Bây giờ vợ chồng mình đi ra chỗ khu vực cái miếu chính tháp điện ở đây đã. Chính đã. Tòa miếu số 5. Lối lên lăng mộ vua Lê Thái Tổ này. Xong rồi mình đi sang bên đây à? Năm nơi cơ mà. Thì đáp hết một loạt đi. Vâng. Không được thắp, nhưng mà xong rồi mình thắp hương xong mình mới vô mình ấy à. Đây là tòa miếu số 4. Thôi để em thắp thôi anh, phải thắp. Ở đây rất là nhiều miếu mọi người ạ, 70 miếu. Đây là miếu số 3, ở đây số 2, số 1 đâu? Số 2, số 1 đằng kia. À, không phải chứ, đằng kia số 7. Thì tại vì cái cô kia cô bảo mình là mình ra miếu số 5 mình thắp trước. Ừ. Đấy là miếu cho chính điện. Miếu chính điện, xong rồi mình đi thắp hai bên. Tông trụ hoàng đế. À, đây là của các kiều, cái miếu thì thờ các cái kiều vua. Nhà Lê. Phía sau này là di tích Lam Kinh. Thế anh ơi, miếu số 1, số 2 đâu? Miếu số 1, số 2 ở đâu? Bên kia số 5, số 4 và số 3, còn đây là số 6 và số 7. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải mới đi vào thăm các cái khu miếu. Đây có những cái bàn sơn son chếp vàng, những cái cột này. Ban thờ Trung Tông Vũ Hoàng Đế. Thiếp vàng ấy, đắt vàng. Đây là sơn son thiếp vàng. Đây là ban thờ Chiêu Tông Thần Hoàng Đế. Còn đây là ban Anh Tông Tuấn Hoàng Đế. Ở khu vực miếu này là có 3 ban. Thank you.
cái cột này bao nhiêu đời nhỉ? Thằng gỗ lim ngày xưa đinh lim xin táo. Đây là khu tòa miếu số 6. Đây là ban Hiến Tông Duệ Hoàng Đế này. Đây là Nhân Tông Tuyên Hoàng Đế. Ở đây là con dù gỗ to nhất đây. Thứ nhất cái cột gỗ này. Bàn thờ của Đức Tông Kiến Hoàng Đế. Đây là bàn thờ Hiến Tổ Thạch Hoàng Đế. À, chỗ này người ta phải vái ở bên ngoài. Đúng rồi. Bàn thờ không phải đây đâu, thấy này. Bàn thờ ở Thái Tổ Cao Hoàng Đế. Đây là bàn thờ Tuyên Tổ Phúc Hoàng Đế. Đây đều trùng tu lại hết rồi đấy nha. Đây là ban thờ Thánh Tông Thuần Hoàng Đế này. Đây là ban thờ của Thái Tông Văn Hoàng Đế. Mỗi miếu đều thờ có 3 vị vua nhỉ. Ban thờ Túc Tông Khâm Hoàng Đế. Cái trống này. Đây là ban thờ của Hiếu Tông Nhân Hoàng Đế. Ban thờ Minh Tông Thiết Hoàng Đế. Còn bên này là Trang Tông Dụ Hoàng Đế. Đúng là bà xã tôi. Đây có phải Thái Lan đâu. Cột rất là thích những cái cột rất là bự. Những cái quả trống này là để khi những cái ngày lễ, ngày hội thì người ta sẽ đem ra để sử dụng. Đây là lối lên lăng vua Lê Thái Tổ. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đi ra ngoài khu vực lăng mộ đã để thắp hương. Đây thì tất cả cái khu vực các cái miếu ở đây thì toàn được làm bằng cái gỗ, chất liệu gỗ đinh từ ngày xa xưa lắm rồi. Bây giờ thì không còn có những cái gỗ này nữa, rất là hiếm.
Bây giờ thì vợ chồng mình đã đến khu lăng mộ của vua Lê Thái Tổ. Lê Thái Tổ Lê Lợi sinh ngày 6 tháng 8 Ất Sửu 85 quê ngoại làng chùa Sơn, nay thuộc xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây ngay chỗ quê hương nhà Thủy này. Tôi đi vào đây thắp hương này. Cái chỗ để thắp hương đâu nhỉ? Có chứ, kia thôi. Ôi nhiều lắm. Đây mọi người ạ, trước mặt mình đây chính là lăng mộ của Lê Thái Tổ, vua Lê Lợi. Đây khu vực hương án, mọi người đến thắp hương. Bây giờ đi thắp đều chung quanh tất cả các cái khu vực, các cái quần thần văn võ đang phủ phục ở bên cạnh của nhà vua. Đây là quán văn đấy. Chắc mình thắp một cây thôi nhỉ? Ừ. À, cái ổ cưới kìa. Đâu? Chắc là đấy. Cái vật này chưa tưởng tượng là gì nhỉ? Đầu rồng mình. Nghĩa nào dám khắc cả lên trên đây cái sinh ông voi này. Cây sắn thuyền. Đây là hết rồi nhỉ? Chắc là cái ổ cười bên kia đấy nhỉ? Không biết nữa. Cái đấy thôi, chỉ có cây đấy chứ cây nào nữa. Cây nào? Ra xem nào. Nếu không nhầm thì đây, cái ổ đây. Đây chính là cái ổ cười mọi người. Đấy là không nhầm nhé.
Ừ, cái cù cù chứ, cù cù à, ở cái nách của nó. cù cù à? Cù cù ở nách của ông. Đấy, xem nó. Ừ, đang gió sao ấy. Rung bần bật lên này. Ờ, à, rung thật. Đấy. À, đúng rồi. Nó chỉ cù nhẹ thôi. Đấy, đấy. Ý. Đấy. Đúng là như vậy, ở bên xung quanh là không phải đâu, gió đấy, đang gió kìa, cây kìa. Xung khắc lắm này, thấy không? Thế nhớ búi tay ra để im nhé, nhẹ nhé. Cái này mình không lý giải được. Cụ mãi chỗ tăng nách của cụ ấy. Cụ ổi đấy. Đừng khẽ khẽ gốc cái gì. Có thể nhiều, nhiều hoa lắm. Bây giờ đang gió. Ừ, cũng có nhiều quả lắm kìa. Bà xã mình đang thích kìa, đi ra để cụ cụ ổi. Cả nhà ơi, đưa tay nhẹ nhẹ thôi là cây ổi nó gọi là nó rung rinh cả rung cây bật luôn á, nhỉ? Nhưng mà xung quanh là không có hiện tượng đấy đâu nhá. Để mình đi ra bên này, khẽ cù nhẹ nhẹ thôi nhá. Hai bên này. Đấy. Cho nên người ta bảo là cây ổi cười. Đấy. Đấy, mình chỉ để tay rất là nhẹ thôi đó. Đấy, có người hiểu không? Này. Cù nách. Chắc đây là cây ổi cười rồi. Cụ ổi cười đấy. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải sẽ đi ra khu vực lăng của vua Lê Thánh Tông này, và lăng của bia Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Đào, và lăng vua, lăng bia vua Lê Thái Tông. Bên này có cả Lê Thánh Tông và Lê Thái Tông nhá. Trong cái khu rừng này mát nhỉ. Đây những rừng trúc này mọi người ạ. Cái gỗ này mọi người, cái gỗ gì đại cô Việt luôn, ở dã man. U này, à nó đổ xuống đây đấy, người ta không dám chuyển đi đâu, để nguyên tại chỗ nhá. Nhờ cây này phải đến hàng hàng mấy trăm năm tuổi, hàng nghìn năm tuổi ấy. Không biết gỗ gì, có nghĩa là người ta hạ xuống để nguyên tại đây chứ không được phép ấy di chuyển đi đâu đâu, bởi vì đây trong khu vực Tử Cấm Thành cơ mà. Đấy, những cái cây gỗ ở đây thì nó đã khô mục rồi ấy. Người ta hạ xuống là phải, cây này phải mấy người ôm, không biết là gỗ gì nữa, chắc là cũng là gỗ tương đối quý đấy. Này, mọi người nhìn thấy không? Đâu bia đâu anh? Đây thôi. Đây hả, dẻo vào đây hả? Nhìn đấy thôi, sẽ nhìn thấy mà. Đề nghị không vứt rác bừa bãi. Bên này có cái khu gì trong này nữa đây? Lăng vua Lê Thánh Tông. Đúng rồi, 150 mét là gần nhất kia, kia trong kia khu kia. Lê Thánh Tông. Khu vực này có 3 lăng mà. Đây này, là lăng vua Lê Thánh Tông. Vào xem. Ừ,
Nay mình lại không đem nhang sang đây rồi. Phải vô vái không vậy? Ủa, Lê Thánh Tông, Chiêu Lăng. Lê Thánh Tông là Tư Thành, các là Hạo, con trai thứ tư của Lê Thái Tông, mẹ là Quang Thục Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao. Bên đây cũng quan văn quan võ nè, thì có đầy đủ tất cả các cái quần thần mà. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cả nhà lần đầu tiên đến đây được thăm lăng mộ của vua, của các quan văn quan võ quần thần. Mình cố gắng sẽ đi cho hết. Lúc nãy thì vợ chồng mình ở trong kia là của Lê Thái Tổ, còn đây là của con vua. Bây giờ mình sẽ sang phía bên kia nữa, khu vực này còn có hai khu lăng mộ nữa. Bia vua Lê Thánh Tông. Đây là bia chứ. Bia Chiêu Lăng. Bây giờ đi đâu? Đây mới là bia của cái lăng kia thôi. Thế còn nữa đâu? Còn hai nước khu nữa. Thế gần gần nhau mà anh. Cách nhau xa à? Cái 150 mét, một cái 300 mét rồi mà. Lăng vua Lê Thái Tông, Hiếu Lăng. Vua Lê Thái Tông, húy là Nguyên Long, con thứ của vua Lê Thái Tổ, mẹ là cung từ Thái Hậu họ Phạm Húy Tài Trần, người hương Quần Lai, huyện Lôi Dương, nay thuộc huyện Thọ Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Mình ra đến đây là hết hương rồi, hết nhang rồi, mình xá thôi, xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi thăm các vị là tấm lòng. Rồi. Bởi vì lúc nãy ngoài hướng dẫn viên người ta cũng không hướng dẫn rõ như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi nãy mà hướng dẫn viên mà hướng dẫn chi tiết thì mình mua nhang mình sang đây mình thắp luôn nhỉ. Thì họ bảo bán chỉ có hai khu lăng và
thì đáng lẽ là ở khu lăng là một ấy, ở khu đằng miếu là một bó. Đây, những cái hình tượng này giống giống nhau nhỉ, nhưng mà mình cũng chưa hiểu là tại sao lại có những cái hình vật linh vật như thế này. Cái hình tượng thì giống nhau nhưng mà chỉ là nhỏ hơn, đúng không? Thì đây là của con mà. Để đi sang chỗ bên chỗ của lăng mộ Hoàng Thái Hậu nha. Hồi nãy chị gặp em ngoài kia mà đúng không? Đây là lăng của Hoàng Thái Hậu. Còn bên đây nữa, đây là đây là mình đi rồi. Đây là lăng của Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc nha. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải đã đến lăng mộ của Hoàng Thái Hậu rồi. Hương thơm ngát. Đây họ trồng nhiều cây hoa đại nhỉ. Nhưng mà bây giờ nó không có lá. Ừ. Bắt đầu nó mới đang chuẩn bị ra lộc. Thế là hôm nay mình đi vào lăng kinh, đi dâng hương và đi lễ tất cả các cái khu lăng mộ của vua, của Hoàng Thái Hậu, của ai nữa? Đang quay phim. Mọi người ạ, hôm nay thì vợ chồng Đồng Hải cũng đi vào trong khu di tích lăng kinh để đi thăm viếng cái khu lăng mộ và được đi thăm viếng cái khu mộ tổ của vua Lê Thái Tổ cùng vua Lê Thái Tông cùng Lê Thánh Tông cùng lăng mộ đây là của khu bà Hoàng Thái Hậu. Đấy thì vợ chồng mình nói thật chứ cũng thứ nhất là hôm nay cũng có rất nhiều thời gian ở đây và cũng muốn đi tham quan ở những cái khu di tích lịch sử này và cũng ghi lại một số cái hình ảnh ở khu vực này để cùng chia sẻ với tất cả quý khán giả trên kênh. Mặc dù chắc chắn là rất nhiều người đã biết rồi nhưng vợ chồng mình đây cũng là một cái trải nghiệm mà đi vào đây cũng cảm thấy con lòng của người rất là được thư thái. Bây giờ sau khi quay lại khu vực lăng mộ chính thì bây giờ vợ chồng Đồng Hải lại tiếp tục đi ra khu vực đây là khu lăng mộ của vua Lê Hiến Tông. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải đến khu lăng của vua Lê Hiến Tông, tức là Dụ Lăng, là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, mẹ là Trường Lạc Thánh Từ hay họ Nguyễn, Huy tên là Huyên. Thank you.
Bởi vì cái liềm xanh to quá. Các bạn ạ, vừa xong thì vợ chồng Đồng Hải cũng đã được đi thăm toàn bộ khu di tích lịch sử Lam Kinh, một nơi di tích rất nổi tiếng của thời nhà Lê. Bây giờ thì cũng tương đối là muộn rồi, vợ chồng Đồng Hải bây giờ phải đi ra ngoài đường để đi ra nhà nghỉ để nghỉ ngơi, mai thì tiếp tục cuộc hành trình đi về trong Bảo Lộc nữa. Đồng Hải xin kết thúc video này tại đây, hẹn mọi người những video tiếp theo của vợ chồng mình.